Bảy tình, tình bảy. Tác giả Hạ Mạc Thu. Tập 23. Chương 62. Bão số 4 tràn vào, mưa to gió lớn càng quét cả thành phố. Doãn Nghi Hy bưng ly cà phê, đứng trước khung cửa kính, ngắm đám lá rơi bị gió thổi tung bay bên ngoài. Dòng suy nghĩ bất giác trở lại 10 năm trước. Khi ấy, cô vừa nhận được thông báo trúng tuyển của Đại học Dartmouth. Kèm theo đó là suất học bổng dành cho sinh viên xuất sắc trị giá 40.000 đô la. Quy trình xét ra học bổng của Đại học Dartmouth rất nghiêm ngặt. Thường thì phải xem xét thành tích tổng hợp của sinh viên trong năm nhất để trao. Nhưng mặt khác, để khuyến khích những học sinh ưu tú, bọn họ sẽ xem xét thành tích của học sinh sắp nhập học, trao những học bổng có mức độ khác nhau đủ để chi trả học phí và sinh hoạt phí trong năm nhất. Doãn Nghi Hy đã trụ tính, trừ những chi phí sinh hoạt cần thiết ra, số tiền còn lại đủ để mua cho mẹ một cái máy thẩm tách đơn giản. Năm cô học 11, mẹ cô phát hiện bị nhiễm trùng đường tiểu. Để chữa trị cho bà, cả nhà đã tiêu hết số tiền tích cóp được, còn bán cả ngôi nhà ở Nguyên Lãng. May mắn là ba mẹ cô khá lạc quan, không hề bị bệnh tật và sự nghèo khó làm nản lòng, mà ngược lại còn khích lệ cô và em trai phải tích cực đối mặt với khó khăn, ủng hộ bọn họ làm những việc mà mình thích. Vì thế, cô mới dám bỏ qua những trường đại học có học phí thấp ở xứ cảng để xin vào trường Dartmouth mà mình thích từ lâu. Bây giờ, học phí của năm nhất đã đủ, về phần những năm còn lại, cô tin rằng chỉ cần mình cố gắng thì có thể lấy được học bổng toàn phần. Cho dù không lấy được toàn phần, thì cô cũng có thể làm thêm để kiếm tiền, không tạo gánh nặng cho gia đình. Doãn Nghi Hy vào được đại học nổi tiếng, người vui nhất chính là ba cô. Đã lâu, nhà mình không đi du lịch rồi, lần này nhân dịp Hy Hy vào được trường tốt, cả nhà chúng ta cùng đi du lịch đi. Ông đề nghị. Hay quá, hay quá! Đứa em trai nhỏ hơn Nghi Hy 10 tuổi vui mừng nhảy cẩn lên, ôm chậm lấy chân của ba. Ba, chúng ta đi đâu đây? Đến đảo Nam Nha đi. Ông Doãn cười nói. Công ty của bà có một căn biệt thự trên đảo, chuyên dành để tiếp khách. Bà đi xin với giám đốc xem, có thể ở nhờ tại đó vài đêm được không? Ngày hôm sau, ông Doãn mang về một tin tốt lành. Giám đốc đã đồng ý rồi, cuối tuần này chúng ta sẽ đi. Ai ngờ, một ngày trước khi xuất phát, bão số 8 ập đến, tất cả thuyền đều không xuất cảng. Cô và em trai nhìn đống hành lý mẹ đã chuẩn bị sẵn ở dưới đất, mắt đầy vẻ thất vọng. Không sao, dự báo thời tiết nói tối nay bão sẽ qua, ngày mai giao thông sẽ hoạt động bình thường. Ông Doãn ôm bọn họ an ủi. Đêm đó, bão đổ bộ lên Quảng Đông, nhưng vì sức gió quá mạnh nên Hồng Kông nằm trong tầm ảnh hưởng cũng bị tàn phá nặng nề. Tất cả tàu thuyền đều dừng hoạt động thêm một ngày. Kế hoạch du lịch chờ mong nhiều ngày nay bị phá sản. Nghi Hy và em trai thất vọng khôn kể. Em trai cô còn nhỏ, mẹ dỗ dành vài câu là không sao, nhưng Nghi Hy thì khác. Cô xem chuyến du lịch này như kỷ niệm tốt nghiệp cấp 3 của mình, tràn ngập chờ mong. Lần này không đi được, tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng cô lại như được nâng lên cao rồi bị ném xuống đất, cực kỳ hụt hẫng. Ông Doãn hiểu được sự ủ rũ của con gái nên vừa an ủi cô, vừa tìm cơ hội bù lại chuyến du lịch này. Nhưng không may, biệt thự của công ty đang có khách vào ở, không thể cho bọn họ mượn nữa. Thấy ngày con gái phải rời Hồng Kông càng gần, ông càng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bàn bạc với vợ mình, quyết định mua cho cô một món quà coi như là bù đắp. Đã qua nhiều năm, nhưng Doãn Nghi Hy vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Trước khi ra khỏi nhà, em trai ôm hông cô và nói với giọng bí mật. Chị hai, lát nữa chị sẽ rất vui đấy. Nghi Hy xoa cái đầu bé bỏng của cô cậu hỏi. Tại sao? Cậu bé đưa tay bịt miệng lại cười. Bí mật, lát nữa chị sẽ biết. Cô déo vào gương mặt bầu bĩnh của cậu. Được rồi, chị sẽ đợi thêm một lát nữa vậy. Vậy em đi đây. Thằng bé mang giày vào, không quên quay đầu lại nói với cô. Chắc chắn chị sẽ vui lắm đấy. Đó là câu cuối cùng Tiểu Hào nói với cô. Nhưng nó nói sai rồi, cô không thể nào vui vẻ được. Ngược lại còn đau đớn đến đứt ruột đứt gan.
bởi vì ngày hôm đó cô mất đi người cha và đứa em trai thân yêu, trở thành kẻ mồ côi. Khi được cảnh sát dẫn vào nhà xác, Doãn Nghi Nghi nghe tiếng mẹ gào khóc, nhìn gương mặt trắng bệch nằm trên giường, cô lảo đảo lùi vài bước rồi nói: "Mẹ, mẹ khóc gì chứ? Đó đâu phải ba con." Cô kéo người mẹ đang khóc không thành tiếng dậy, lôi ra ngoài. "Hi hi, đó là ba con đấy." Bà Doãn kéo cô lại, định lôi cô đến bên giường, nhưng cô giống như bị đóng đinh vào đất, không nhúc nhích. "Không phải, không phải." Cô dung tay mẹ ra, hét lên: "Đó không phải ba của con." Ba của cô có làn da hồng hào khỏe mạnh, có khuôn mặt điển trai sạch sẽ, đâu có giống người đàn ông này, mặt trắng tái như tờ giấy, mặt sưng dù như bánh bao bị vô nước. "Không phải, đây không phải là ba cô. Mấy tiếng đồng hồ trước, ba cô vừa gọi điện thoại cho cô, nói là đã mua món vịt quay mà cô thích nhất. Sao chỉ trong nháy mắt đã nằm trong căn phòng âm u lạnh lẽo này, không hề nhúc nhích." Nhất định là bọn họ đã nhầm. Đây không phải ba con." Cô dùng dãy rồi lưu dần, nước mắt thì không ngừng tuôn rơi. Cảnh sát thủ lý vụ án đã quá quen với những trường hợp thế này, nên xua tay bảo một nữ cảnh sát dẫn cô ra ngoài. Một lát sau, mẹ cô cũng được đưa ra. Bọn họ được dẫn sang một căn phòng khác. Sau đó, cảnh sát đưa ra một đống đồ. "Đây là những thứ tìm được tại hiện trường. Hai người xem thử đi." Thứ đầu tiên Doãn Nghi Nghi nhìn thấy chính là cái ví tiền màu đen đã bị rách ở mép. Cô run run nhặt nó lên, mở ra. Một bức ảnh chụp cả gia đình đập vào mắt cô. Mẹ cô lại khóc rống lên lần nữa. Nữ cảnh sát ở bên cạnh vỗ vai an ủi bà: "Xin hãy nén đau thương." Trong đống đồ dính máu ấy, Doãn Nghi Nghi nhìn thấy một hộp đựng đàn. Bên trong là một chiếc đàn violon. Mẹ thúc thích nói với cô: "Đây là món quà tốt nghiệp ba mẹ tặng cho con." Trước khi mẹ bị bệnh, Doãn Nghi Nghi vẫn luôn học đàn violon, còn được tuyển vào dàn nhạc thiếu niên của Hồng Kông. Sau đó, vì không thể chi trả học phí đắt đỏ nên cô mới thôi tập luyện. Đưa những ngón tay lướt qua mặt đàn sáng lấp lánh, Nghi Nghi nhớ đến nụ cười trên mặt ba trước khi ra khỏi nhà. Cảm xúc cố kiềm chế nãy giờ cũng bộc phát. Cô hòa khóc rồi lao vào nhà xác lúc nãy như lên cơn điên, nằm xoài lên thi thể của ba mình, thất thanh gọi: "Ba ơi!" Sau đó ngất đi. Khi cô tỉnh lại thì mình đã ở trong bệnh viện, bên cạnh là dì và dượng. Cô nhìn thấy sự thương hại và xót xa trong mắt bọn họ. Cô tưởng rằng là thương cô mất cha, nhưng không phải thế. Cô còn mất nhiều hơn nữa. Khi dì vừa khóc vừa nói với cô: "Em trai con cũng ở trong bệnh viện, bị thương rất nặng, còn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm." Thì Doãn Nghi Nghi như loáng thoáng nhìn thấy quỷ Satan đang đứng ở góc tường cười lạnh với cô. Cô rút kim tiêm trên tay, đi chân trần chạy giọt vào phòng bệnh, nhìn người em trai đang cắm đầy dây nhợ chằng chịt. Lần đầu tiên cô hiểu, thì ra khi con người đau lòng đến cực điểm thì không thể khóc được. "Mẹ, em con sẽ không sao đúng không?" Cô không ngừng hỏi mẹ mình câu ấy, cũng không ngừng cầu khẩn trời Phật đừng mang người thân của cô đi nữa. Đáng tiếc thần Phật không nghe được lời khẩn cầu của cô. 8 tiếng sau khi phẫu thuật, tim của em trai cô đã ngừng đập, đi theo ba rời khỏi trần gian. Với sự đả kích quá lớn này, mẹ cô vốn đã không được khỏe, nay cũng gục ngã. Nhìn người mẹ yếu ớt trên giường bệnh, cô gái Doãn Nghi Nghi 18 tuổi lập tức trở nên mạnh mẽ, kiên cường, gánh vác chuyện hậu sự của ba và em trai. Sau đó, việc đầu tiên là tra ra nguyên nhân tai nạn của họ. Theo như cảnh sát nói, ba và em trai cô bị một chiếc xe đụng trúng. Người có mặt tại hiện trường kể rằng, khi ấy ba và em cô đang định qua đường, thì đột nhiên có một chiếc xe lao vút đến như phát điên. Trong tình thế cấp bách, ba cô ôm chặt em trai trong lòng. Nhưng do lực va chạm quá lớn, cuối cùng Tiểu Hào vẫn bay khỏi lòng ba cô. Ông Doãn chết ngay tại chỗ, còn Tiểu Hào thì bị thương được đưa vào bệnh viện.
Trước khi ra tòa, luật sư bên khống nói với cô. Chúng tôi đã nắm đầy đủ chứng cứ, vụ này không khó lắm. Nhưng sau khi ra tòa, luật sư bên khống vốn tràn đầy tự tin, lại bị luật sư bên biện phản bác đến nỗi không còn sức đáp trả. Đầu tiên, nhân chứng mục kích có sức nặng nhất lại bị nghi ngờ không đáng tin, mất tư cách làm chứng. Sau đó, bên biện lại đưa ra hai nhân chứng khác, đều xác nhận rằng ông Võ nhìn thấy chiếc xe nhưng vẫn cố ôm con trai lao vào. Điều khiến họ không thể ngờ được là luật sư bên biện lại đưa ra một biên lai bảo hiểm mà ba cô vừa mua 3 ngày trước, còn chỉ ra rằng kinh tế gia đình cô khó khăn, hiện rất cần tiền. Tóm lại là ba cô vì muốn lấy tiền bảo hiểm nên cố ý tự sát. Tình tiết vụ án bị đảo ngược, bên khống vốn nắm chắc thắng lợi trong tay bị phản bác thê thảm, kết quả thế nào không cần nghĩ cũng biết. Bồi thẩm đoàn nhất trí bị cáo vô tội, phóng thích ngay tại tòa. Khi phiên tòa kết thúc, Doãn Nghiên Hy dìu người mẹ yếu ớt của mình ra khỏi tòa, thì một đám phóng viên ùa tới, lướt ngang qua bọn họ, vây quanh bị cáo vừa bước ra ở phía sau, không ngừng hỏi. Chủ tịch Lâm, ông nghĩ thế nào về phán quyết của tòa hôm nay? Pháp luật rất công bằng, con gái tôi không phạm pháp thì đương nhiên pháp luật sẽ trả lại trong sạch cho nó. Công bằng, mua chuộc nhân chứng, ngụy tạo chứng cứ, phủ định báo cáo đo độ cồn lúc trước, thậm chí tạo hóa đơn bảo hiểm giả. Đây chính là chứng cứ công bằng của người có tiền. Doãn Nghi Hy quay đầu qua, căm phẫn nhìn cô gái và người đàn ông đang cười hớn hở giữa lớp lớp vệ sĩ. Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ khiến cho hai cha con nhà họ nếm trải mùi vị, mất đi tất cả. Bên ngoài là mưa rền gió giật, thế gian giống như chìm trong một màn nước xám trắng. Từng có một khoảng thời gian, Doãn Nghiên Hy căm ghét tất cả những ngày có mưa bão. Nếu không có bão, bọn họ đã đến đảo Nam Nha du lịch. Bà sẽ không phải đi mua đàn violon để dỗ cô, sẽ không bị xe đụng, sẽ không phải chết, cô sẽ không phải trở thành cô nhi. Giống như là hiệu ứng cánh bướm vậy, chỉ cần một con bướm ở Nam Bán Cầu nhẹ nhàng dỗ cánh, thì Bắc Bán Cầu sẽ có bão lớn. Đương nhiên, trên đời này không có hai chữ nếu như. Cô đổ mọi trách nhiệm lên mưa bão, chẳng qua là muốn tìm một đối tượng phát tiết trong thế giới dài đằng đẵng mà cô đọc này. Tất cả đều là do cô chưa có khả năng trừng trị kẻ gây tội ác thực sự. Đặt ly cà phê đá nguội xuống, Nghi Nghi cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, mở nhật ký cuộc gọi ra, bên trong chỉ có một dãy số, gửi tới 3 tin nhắn thoại. Cô Doãn, tôi là Nghiêm Chinh, dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có bão. Cuộc hẹn của chúng ta có thể dời lại sau không? Nhận được tin, xin hãy trả lời. Tin nhắn thứ hai được gửi tới vào sáng nay. Cô Doãn, trợ lý của tôi nói vẫn không liên lạc được với cô. Cô nhận được tin nhắn tối qua tôi gửi cho cô chưa? Bảo tới rồi, cuộc hẹn tối nay của chúng ta phải hủy bỏ. Nghe được tin nhắn, xin trả lời. Tin nhắn thứ ba nhận được vào 1 tiếng đồng hồ trước. Giọng của Nghiêm Chinh nghe có vẻ bất đắc dĩ. Cô Doãn, trợ lý nói cô không ở nhà. Tôi hỏi cô Bạch thì cô ấy nói cô không tìm thấy cô. Rốt cuộc cô đã đi đâu vậy? Bên ngoài mưa to gió lớn, chắc cô sẽ không đến chỗ hẹn đâu nhỉ? Doãn Nghi Hy nghe lời tự hỏi, tự trả lời của anh. Khóe môi nhếch lên. Đương nhiên cô sẽ đến chỗ hẹn. Hơn nữa không chỉ cô đi, mà anh cũng nhất định sẽ đi. Mở tủ lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, sau đó trang điểm tỉ mỉ, Nghi Hy xách túi ra khỏi nhà. Bên ngoài mưa gió rất lớn, Nghi Hy cẩn thận lái xe, phải mất 1 tiếng đồng hồ mới đến được chỗ hẹn. Cô cố ý không đậu xe dưới bãi đổ xe ngầm. Vừa xuống xe, chiếc dù trên tay đã bị gió thổi tung, lập tức tróc đi, chỉ chừa lại bộ khung trơ trọi. Nhân viên trực ở cửa thấy cô đi về phía này, nên vội vàng mang một chiếc dù lớn ra đón, che mưa cho cô. Dù vậy, khi vào tới đại sảnh, thì người cô cũng đã ướt sũng, mái tóc đầy nước, trông hết sức thê thảm. Tuy nhiên phục vụ vội lấy khăn lông tới. Cô à, cô lau một chút đi. Nghi Hy nhận lấy, lau qua loa nước trên mặt rồi hỏi. Chỗ anh Nghiêm đặt trước là ở đâu? Anh Nghiêm? Nhân viên phục vụ ngẩn ra giây lát rồi hiểu ngay. Ở khu VIP, tôi dẫn cô đến đó. Đúng như dự đoán, Nghiêm Chinh còn chưa tới. Nhân viên phục vụ mang trà nóng lên, nhiệt tình đề nghị. Cô có cần hong khô quần áo trước không?
Không cần đâu. Nghi Hi nhấp một hớp trà, căn dặn. Chỉnh đi qua xuống một chút, trong này ngột ngạt quá. Đợi sau khi nhân viên phục vụ ra ngoài, Doãn Nghi Hi cởi dây buộc tóc ra. Mái tóc màu nâu hạt dẻ lập tức xõa tung xuống. Tuy đã bị ướt, nhưng chỉ cần vuốt vài cái là đuôi tóc vẫn giữ được độ cong bồng bềnh. Có điều người thì... Cô cúi đầu nhìn bộ âu phục dán sát vào người. Bởi vì bị ướt nên có thể loáng thoáng nhìn thấy hoa văn của nội y bên trong. Lúc ẩn lúc hiện, gợi cảm mê hồn, không biết là người thưởng thức có đến hay không. Trong tập đoàn Hồng Thái ở khu Trung Hoàng, lúc này đã quá thời gian tan ca, nhưng trong tòa nhà vẫn cứ bật đèn sáng trưng. Nghiêm Chinh vừa từ châu Âu trở về 2 ngày trước, mang theo bản dự thảo hợp tác với công ty truyền thông MI. Vì dự án này, các phòng ban đã phải thức trắng mấy đêm liền, bây giờ ai nấy đều thành mắt gấu trúc. Chủ tịch, chúng tôi đã sửa lại bản kế hoạch, mời anh xem thử. Giám đốc kinh doanh Jacket thấp thỏm trình bản kế hoạch lên, sau đó dè dặt quan sát thái độ của đại boss. Khi thấy Nghiêm Chinh dừng động tác lật trang, anh ta giật mình, sau gáy toát mồ hôi lạnh. Bọn họ đã sửa chữa dự án này mười mấy lần, trước khi trình lên đều mở cuộc họp trong tổ để thảo luận, cân nhắc. Nhưng báo cáo trong có vẻ hoàn hảo ấy, hễ đến tay đại boss là lại thành phế thải. Bệnh khó tính của Nghiêm Chinh cứ như là tìm xương trong trứng. Mấy lần tìm được những sơ hở, khiến bọn họ đều phải toát mồ hôi lạnh. Thấy anh nhìn chằm chằm vào một trang, Jacket đứng ngồi không yên, đến thở cũng không dám thở mạnh, đợi mắng. Khi anh ta sắp hồi hộp đến chết, thì điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, khiến anh ta giật mình một cái. Nghiêm Chinh liếc nhìn dãy số hiển thị, nhặt lên nghe. Trợ lý Ngô. Chủ tịch, bên phía câu lạc bộ gọi báo là cô Doãn đã đến rồi. Đến rồi? Nghiêm Chinh nhíu mày, mưa to gió lớn như vậy, thế mà cô còn đến chỗ hẹn. Không nghe được câu trả lời của anh, trợ lý Ngô thăm dò. Hay là bảo người chỗ câu lạc bộ báo với cô ấy, cuộc hẹn bị hủy, mời cô ấy về trước. Không cần đâu. Anh đưa tay nhìn đồng hồ. Chuẩn bị xe, tôi sẽ qua đó. Nếu cô đã không ngại gió mưa, thì anh cũng không thể thất hẹn. Trợ lý Ngô nhìn mưa gió bão bùng bên ngoài cửa sổ, hơi do dự một chút, nhưng không nói ra những lời ngăn cản, mà chỉ nói. Dạ. Ngắt điện thoại, Nghiêm Chinh gặp bản kế hoạch trên tay, lại cười với Sa Kịch. Các anh cũng đã thức trắng mấy đêm rồi, bảo mọi người về nghỉ trước đi. Sa Kịch như được đại xá, mặt không giấu nổi hưng phấn. Cảm ơn chủ tịch. Sau đó, như là sợ Nghiêm Chinh đổi ý, không kịp nói lời chào tạm biệt mà vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc. Vừa đi, vừa không quên cảm ơn cuộc gọi đó. Đã 3 ngày anh ta chưa được về nhà, người cũng thối quách rồi. Hồng Thái cách câu lạc bộ không xa, có điều trời mưa to, đường hơi kẹt xe, nên Nghiêm Chinh đến hơi trễ một chút. Không may là khi anh đẩy cửa bước vào thì vừa dặn nhìn thấy Doãn Nghiên Hy đang che miệng ngáp. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cuối cùng Nghiêm Chinh phá tan sự gượng gạo này. Xin lỗi, tôi đến trễ. Anh xin lỗi là xuất phát từ phép lịch sự, không ngờ Doãn Nghiên Hy lại nghiêm túc nói. Chưa tới 10 phút, không tính là quá trễ. Anh nhìn cô với vẻ nghiền ngẫm, môi bất giác cong lên. Kéo chiếc ghế ra, anh mỉm cười. Thật ra tôi không nghĩ là cô sẽ đến. Nghiên Hy nghiêng đầu qua, như là một chú nai con đối diện với cung tên, mặt ngơ ngác. Lẽ nào khi ấy tôi không nhận lời anh sao? Ý tôi là... Nghiêm Chinh chỉ ra bên ngoài. Hôm nay có bảo, hơn nữa trước đó tôi có gửi tin nhắn thoại cho cô, nói là quý cuộc hẹn. Anh có nhắn cho tôi sao? Nghiên Hy móc điện thoại ra, mở hộp tin nhắn thoại, nhìn nhìn rồi đưa đến trước mặt Nghiêm Chinh. Không có gì cả mà. Nghiêm Chinh nhún vai nói tiếp. Không chỉ nhắn tin, tôi còn bảo trợ lý đến nhà tìm cô, hơn nữa còn tìm cô Bạch, nhưng vẫn không liên lạc được với cô. Nghiên Hy giả vờ nghi hoặc, trợn tròn mắt, rồi sau đó à một tiếng. À... Tôi dùng sim Đài Loan ở thôn nhỏ, có lẽ không bắt được sóng. Sau đó không đợi Nghiêm Chinh lên tiếng, cô lại tự lầu bầu. Tôi đã nói mà, trời mưa lớn thế này, sao anh không thông báo cho tôi để dời cuộc hẹn?
Còn tưởng người bận rộn như anh đã sắp xếp lịch trình kín mít, cho nên ngày mưa cũng phải bàn công chuyện. Không ngờ là không liên lạc được với tôi. Hay à, sớm biết thế thì tôi đã mang mặt dày đi hỏi anh. Thế thì không cần đội mưa gió ra đây làm cho mình thê thảm thế này. Cô thở dài gần như là trách móc. Cô nói thế, lúc này Nghiêm Chính mới để ý người cô ướt hết. Nhìn kỹ thì tóc cũng ướt nhẹp, còn đang nhỏ giọt. Tuy không phải là lỗi của anh, nhưng thấy cô như thế, anh vẫn nói xin lỗi. Thật ngại quá, làm cô ướt hết cả. Không liên quan tới anh, là do tôi không cẩn thận thôi. Cô mặc đồ ướt không sao đấy chứ, hay là tôi đưa cô về thay quần áo trước, đừng để bị cảm lạnh. Anh vừa nói xong, Nghi Nghi lập tức hắt xì một cái. Lúc này anh không nói gì thêm mà kéo ghế đứng lên. Đi thôi, tôi đưa cô về trước. Không cần đâu. Nghi Nghi xoa mũi. Nếu đã đội mưa gió đến đây thì phải bàn công việc trước đã. Cô lấy từ trong túi sách ra một bản kế hoạch. Đây là bản kế hoạch chi tiết được bổ sung từ bản khái quát tôi gửi anh lần trước. Anh xem còn chỗ nào cần sửa hay không, mặt khác có cần. Cô dừng lại liên tục hắt xì mấy cái. Nghi Nghi dùng khăn giấy bịt mũi lại, ngượng ngùng cười. Thật ngại quá, có lẽ là điều hòa hơi lạnh. Ngẩng đầu thấy điều hòa đang phà ra khí lạnh trắng xóa, Nghiêm Trình nhướng mày rồi bước nhanh đến bên cánh cửa tắt điều hòa. Cảm ơn. Giọng Doãn Nghi Nghi đã khục khịch. Vừa nãy tôi định nói, tuy Hồng Thái là chủ đầu tư, nhưng người phụ trách quỹ này là cô Lâm, có cần nghe ý kiến của cô ấy không? Không cần đâu, Lâm Nhân làm từ thiện là vì sở thích, hoàn toàn không có kinh nghiệm tài chính. Chuyện này có hỏi thì chỉ làm cho cô ấy đau đầu thêm thôi. Ý của anh là sau này, chuyện của quỹ từ thiện tôi đều tìm anh. Nghiêm Trinh gật đầu, cho nên tôi mới là ông chủ của cô. Hiểu rồi. Nghi Nghi nhún vai. Vậy anh có yêu cầu gì với tôi không? Có. Anh rót cho cô một ly trà nóng. Yêu cầu đầu tiên là uống cái này đi đã. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, tâm trạng Nghiêm Trinh bỗng thấy vui vẻ. Đợi cô uống xong, anh lại rót thêm cho cô ly nữa. Uống thêm đi. Nghi Nghi nhoảng miệng cười, chuyển tầm mắt từ ly trà lên mặt anh. Đừng nói anh muốn tôi uống một bụng trà nha. Nói thật thì tôi còn đang chờ để ăn tối đây. Sự thẳng thắn của cô khiến Nghiêm Trinh thấy rất thoải mái. Anh bật cười thành tiếng. Tôi sợ ý quá. Nói xong anh nhấn chuông phục vụ, gọi người vào đưa thực đơn cho cô. Cô nhìn xem muốn ăn gì thì cứ gọi, đừng khách sáo. Tôi sẽ không khách sáo đâu. Nghi Nghi hít cái mũi bị ngạt, trêu đùa. Tôi đội mưa đội gió đến ăn bữa cơm này, khách sáo thì sẽ rất có lỗi với bộ quần áo của tôi. Nghiêm Trinh thuận mắt nhìn qua theo lời của cô, anh như bị ma quỷ dẫn đường, tự nhiên rơi vào ngực cô. Sau đó, xuyên qua lớp áo ướt nhìn thấy hoa văn trên áo ngực. Cổ họng như bị thích lại, anh vội vã dời mắt sang chỗ khác. Nhưng hình ảnh ấy như khắc sâu vào trong đầu, thỉnh thoảng lại hiện lên khiến anh thấy người khô nóng, lòng bứt rứt. Sau khi uống hết ly trà thứ ba, Nghiêm Trinh đột nhiên đứng dậy. Xin lỗi, tôi đi rửa tay một chút. Nghi Nghi ừ một tiếng cho có lệ, tiếp tục nghiên cứu thực đơn. Không tốt bụng nhắc nhở anh thật ra không cần ra ngoài, bởi vì trong phòng cũng có toilet. Nghiêm Trinh chạy vội ra ngoài, đứng trên hành lang hít sâu dài hơi mới điều chỉnh lại cảm xúc kích động trong người. Nhưng vừa đưa mắt nhìn, thấy bóng mình trong cửa kính với đôi mắt nóng cháy sáng rực, thì anh lại ngây người ra. Hôm nay anh sao vậy chứ? Chẳng phải nhìn thấy một đường cong thoáng ẩn hiện thôi sao? Có cần phải bối rối tâm thần thế không? Chương 64. Bữa ăn này, Nghiêm Trinh cứ nhấp nhổm không yên, còn Doãn Nghiên Hy thì lại ăn rất ngon lành, giống như muốn chứng minh câu nói vừa rồi của cô. Phải xứng với công cô đội mưa gió đến ăn cơm. Ăn tối xong, Nghiêm Trinh cũng không còn lòng dạ nào mà bàn công việc nữa. Anh lấy lý do sợ cô mặc quần áo ướt sẽ bị cảm, kiên quyết đưa cô về. Doãn Nghiên Hy vẫn chưa dọn vào căn nhà do Nghiêm Trinh chuẩn bị. Chỗ cô thuê bây giờ là một khu nhà đã cũ, không có bãi đổ xe ngầm. Xe chỉ có thể chạy tới dưới lầu, muốn vào trong nhà còn phải đi bộ thêm một đoạn ngắn nữa. Nghiêm Trinh thấy cô đẩy cửa xe chuẩn bị xuống,
thì vội nắm cánh tay cô ngăn lại. Bên ngoài mưa lớn như vậy, cô không lấy dù sao? Lấy dù cũng vô ích thôi. Nghiêng nghiêng nhìn những cái cây bị gió thổi liêu xiêu trong khu nhà, nói bâng quơ. Dù sao thì tôi cũng bị ướt rồi, ướt thêm chút nữa cũng chẳng sao mà. Nói xong không đợi anh lên tiếng, cô đã đẩy cửa xe bước xuống. Có lẽ vì xe đậu giữa hai tòa nhà, gió lùa khá lớn nên vừa xuống xe, Doãn Nghi Nghi đã bị thổi lảo đảo. Cách cửa kính, Nghiêm Chinh nhìn bóng người đi trong mưa, lưng hơi khom xuống, dốc dáng mảnh mai như sắp bị gió thổi bay đi. Nơi nào đó trong trái tim anh bỗng nhói lên một cái. Bác Hoàng tài xế hỏi, Chủ tịch, chúng ta có về công ty không? Anh mím môi, ngay sau đó đẩy mạnh cửa xe ra, chạy về phía cô gái đang loay hoay khổ sở, không thể đi tiếp vì gió quá lớn. Doãn Nghi Nghi bị gió thổi đến mức không mở mắt ra được. Lòng đang thầm quán thán dở diễn này của mình diễn thật là khổ, thì dai bỗng bị một đôi bàn tay ôm choàng lấy. Giọng của anh hòa với tiếng gió mưa ùa vào tai cô. Gió lớn quá, để tôi đưa cô lên. Cảm ơn anh. Nghi Nghi ngửa đầu cười với Nghiêm Chinh. Anh ôm choàng vai cô bước nhanh về trước. Dọc đường đi anh cẩn thận nghiêng người chắn gió cho cô. Vào trong tòa nhà, mưa gió thét gào bị nhốt ở bên ngoài cánh cửa. Nhìn bộ quần áo ướt sũng trên người anh, Nghi Nghi ngượng ngùng nói, ngại quá, làm anh bị ướt rồi. Không sao, tôi về thay bộ khác là được. Nghiêm Chinh hất hất tóc, có không ít nước rơi xuống. Nghi Nghi liếc nhìn chiếc xe đậu cách đó không xa. Anh chờ một chút, tôi lên nhà lấy cây dù. Không cần đâu, dù sao cũng đã ướt rồi, tôi chạy vài ba bước là tới. Anh khéo chiếc áo sơ mi dính trên người ra. Nhưng cô đó, mau đi tắm nước ấm đi, tôi thấy cô sắp bị cảm lạnh rồi. Được rồi. Gió Nghi Nghi bước từ từ về phía thang máy, nhấn nút đi lên. Thấy số tầng hiển thị trên màn hình ngày càng nhỏ, cô nắm chặt tay, quay người nói với Nghiêm Chinh còn chưa đi. Hay là anh lên uống ly trà đi. Nghiêm Chinh ngạc nhiên thấy rõ, sau đó ánh mắt nhìn cô như có chút nghi ngẫm. Những lời Doãn Nghi Nghi nói lúc nãy hoàn toàn là do buộc miệng, nói xong là liền cảm thấy lời mời này quá đột ngột, cũng quá dội dàng. Kế hoạch của cô là từ từ tiếp cận anh, khơi gợi hứng thú của anh, cướp anh từ tay Lâm Nhân. Bây giờ cô tỏ vẻ gấp gáp như thế, chắc chắn sẽ khiến anh nghĩ rằng mình có ý đồ, nói không chừng còn liệt cô vào danh sách những người cần tránh. Có điều, sự phiền muộn của cô cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì Nghiêm Chinh đã nhanh chóng trả lời. Được thôi. Lần này đối lại thành cô ngạc nhiên. Thấy cô ngẩn ngơ đứng ngoài cửa thang máy, Nghiêm Chinh mỉm cười hỏi, thế nào, định đổi ý à? Doãn Nghi Nghi chép miệng, lặng lẽ cúi đầu bước vào thang máy. Trên đường lên nhà, hai người không ai nói câu nào. Trong không gian kính này, chỉ nghe tiếng rào rào của thang máy đang vận hành. Đến tầng Doãn Nghi Nghi đang ở, cô bước ra ngoài, đi phía trước. Cách nhau vài bước, cô có thể cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực đang dán chặt vào lưng mình, nóng đến nỗi làm cô toát mồ hôi. Cởi giày ra, Nghi Nghi quay người lại nói với Nghiêm Chinh đang đứng ngoài cửa. Mời vào. Anh không hề nhúc nhích, chỉ tựa người vào khung cửa, ung dung nhìn cô. Dễ dàng mời một người đàn ông lạ vào nhà là rất nguy hiểm. Lời anh chứa đầy ẩn ý, lập tức khơi gợi tinh thần chiến đấu của cô, khiến cảm giác thấp thỏm này giờ bỗng dưng tan biến. Cô lại trở thành một Doãn Nghi Nghi gian xảo, đầy mưu mô. Sao anh biết là tôi dễ dãi? Cô bắt chước bộ dạng của anh, dựa vào tủ để giày, mỉm cười nhìn anh. Nghiêm Chinh vuốt cằm, miệng thì mỉm cười. Nếu không dễ dãi thì càng nguy hiểm hơn. Anh hay là tôi? Both. Cô nhìn anh đầy khiêu khích. Anh sợ nguy hiểm à? Cô không sợ sao? Anh không trả lời mà hỏi ngược lại. Đương nhiên. Nghi Nghi nhún vai. Nếu sợ thì đã không mời. Thấy thái độ cởi mở của cô, Nghiêm Chinh nhướng mày, buông giọng chậm rãi. Sợ là cô không hiểu được ý tôi. Do Nghi Nghi nghiêng đầu mỉm cười, đi chân trần đến trước mặt anh, tay cô từ từ đặt lên hông anh. E là tôi không ngốc như anh nghĩ đâu. Ồ. Nghiêm Chinh liếc nhìn bàn tay đang đặt trên hông mình, không hề có ý bảo cô thả ra, chỉ nói. Vậy cô nói xem, tôi có ý gì?
Chẳng phải nghĩ tôi đang muốn quyến rũ anh sao? Anh hỏi. Vậy tôi nghĩ có đúng không? Nửa đúng, nửa sai. Nửa đúng, nửa sai. Doãn Nghi Hi ừ một tiếng, tự tốn nói. Sai là mời anh lên đây quả thật chỉ vì muốn mời anh uống trà. Về phần đúng, cô dừng lại giây lát, cười tươi tắn. Đúng là tôi có ý với anh. Anh mỉm cười. Cô đúng là thẳng thắn. Cô bĩu môi. Chuyện này có gì mà phải giấu giếm? Điều kiện của anh tốt như thế, cô gái nào có đầu óc bình thường mà chẳng có ý với anh? Nhưng nói thẳng ra thế này thì chỉ có một người. Thế sao? Xem ra tôi đúng là thành thật. Doãn Nghi Hi giả giờ hậm hực, định rút tay khỏi người anh. Nhưng ai ngờ, còn chưa kịp lấy tay về thì đã bị Nghiêm Chinh níu lại, dùng sức giật một cái là cô ngã nhào vào lòng anh. Hơi thở đàn ông ùa tới, Nghi Hi nhíu mày, định đẩy anh ra theo bản năng. Không ngờ còn chưa kịp dùng sức thì đã bị nắm lấy, một nụ hôn mạnh mẽ đã ập tới. Nụ hôn này mang đầy tính xâm chiếm, mãnh liệt, không cho cô rút lui. Có điều Doãn Nghi Hi nhanh chóng biến tình thế bị động thành chủ động, áp dụng toàn bộ những điều học được từ trong tiểu thuyết, khiến Nghiêm Chinh càng trở nên điên cuồng. Mãi đến khi cô cảm thấy sắp không thở nổi nữa, ra sức đánh vào vai anh, thì anh mới lưu luyến buông cô ra. Cô ôm ngực, hít thở thật sâu, nhưng cảm giác nghẹt thở còn chưa tan biến hết, thì Nghiêm Chinh lại cúi người xuống hôn cô tiếp. Hơn nữa, còn mạnh mẽ hơn lần trước, giống như là muốn nuốt chửng cô. Cảm giác nghẹt thở khiến Doãn Nghi Hi trở nên tàn nhẫn. Cô cắn thật mạnh vào môi Nghiêm Chinh, khiến anh đau đớn phải kêu lên, cuối cùng thả cô ra. Lần này, Nghi Hi vội vàng lùi ra sau vài bước, cách xa phạm vi của anh. Nghiêm Chinh sờ đôi môi bị cô cắn, đôi mày kiếm nhíu lại với vẻ không vui. Xin lỗi, tôi không có ý, là do tôi sắp không thở được nữa. Nghi Hi vừa thở vừa giải thích. Nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì không hít thở được của cô, lòng Nghiêm Chinh cảm thấy áy náy, nhưng mặt thì vẫn cứ xa sầm, giống như cô nợ anh tiền trăm bạc triệu vậy. Doãn Nghi Hi bị anh nhìn đến nổi da gà, cười gượng vài tiếng. Hình như mưa nhỏ lại rồi, hay là anh về đi? Bộ dạng lúng túng của cô khiến Nghiêm Chinh cảm thấy tức cười. Chẳng phải cô mời tôi lên uống trà sao? Nghi Hi nuốt nước miếng. Vậy anh vào ngồi trước đi, tôi đi nấu nước. Nghiêm Chinh nhìn thảm chùi chân trước cửa, trầm ngâm nói. Thôi, để lần sau đi. Từ những biểu hiện vừa rồi cho thấy, anh hoàn toàn không có lòng tin vào sự tự chủ của mình. Sợ lỡ bước vào rồi, trà không uống mà xơi cô luôn. Cũng được. Nghi Hi đồng ý. Mặc dù mục đích của cô là quyến rũ Nghiêm Chinh, nhưng sự mất tự chủ vừa rồi của anh đã làm cô hơi e sợ. Có lẽ là do quá nhanh, cô còn chưa kịp chuẩn bị. Mưa ngoài trời đã nhỏ lại, Nghiêm Chinh xuống tới dưới lầu, bất giác quay đầu nhìn lên trên. Bác Hoàng thấy anh đứng trong mưa thì vội vã cầm dù bước tới che cho anh. Khi đến gần, ngẩng đầu liếc thấy môi dưới còn rỉ máu của anh, thì bác không khỏi ngẩn người, sau đó lập tức cúi đầu thầm lẩm nhẩm. Tôi chưa thấy gì hết. Anh đứng như là một lát rồi mới lên xe, lạnh giọng nói. Về nhà. Bác Hoàng à một tiếng, không dám nhắc nhở Nghiêm Chinh là thật ra sáng nay anh đã hứa là sẽ đến bệnh viện đón cô Lâm đang đi thăm những người gặp tai nạn. Mấy ngày nay, trụ sở chính của tập đoàn Hồng Thị bị bao phủ trong một không khí áp bức khiến người ta nghẹt thở. Từ cao xuống thấp, từ phó tổng giám đốc cho tới cô nhân viên lễ tân, ai nấy đều cảm thấy bất an, không dám mở miệng. Tại sao vậy? Bởi vì tâm trạng đại boss không vui, phải nói là cực kỳ tồi tệ. Tệ đến mức nào? Cô lễ tân em nhăn mặt. Hôm qua anh ấy nói màu son của tôi khó coi, sau này không được dùng nữa. Vậy là cô còn hên đó, chỉ cần đổi son là được, tôi thì phải nhuộm lại cả đầu tóc đây. Ami ở phòng quan hệ xã hội sắp khóc. Sáng nay tôi gặp anh ấy ngoài cửa thang máy. Anh ấy nói thẳng vào mặt là không thích màu tóc của tôi, bảo nhuộm cái khác xong mới được đi làm tiếp. Lily phòng kế hoạch thở dài. Được rồi, các cô vẫn còn may hơn tôi.
kế hoạch mà chúng tôi trình lên bị quẳng về nè. Ami hỏi, kế hoạch hợp tác với em ai đó hả? Chẳng phải nói làm xong rồi sao? Là cái đó đó, Lily đau khổ nói. Trước đây thì bảo là ok rồi, bây giờ lại nói là không được. Kêu bọn tôi phải làm lại lần nữa, thời gian đàm phán sắp tới rồi, chắc kệ sắp điên lên được, ngày nào cũng bắt bọn tôi tăng ca. Em bộ phận lễ tân than thở. Thật là tội nghiệp, cô nói xem anh ta bị sao vậy chứ? Có phải là cãi nhau với cô Lâm không? Tôi nghe nói gần đây không hẹn hò với cô ấy. Có lẽ là thế. Thảo nào, thì ra là không được đáp ứng nhu cầu. Lily nói nhỏ. Ở bên kia bức bình phong, trợ lý Ngô khóc không ra nước mắt. Nhìn gương mặt xa sầm của ông chủ, âm thầm cầu nguyện cho ba cô đồng nghiệp ở bàn bên cạnh, nhưng lòng thì hết sức tán thành với kết luận của bọn họ. Biểu hiện gần đây của ông chủ quả thật là giống không được đáp ứng nhu cầu. Có điều, anh ta biết rất rõ, những biểu hiện bất thường gần đây của anh hoàn toàn không phải là vì Lâm Nhân. Ngược lại, gần đây ông chủ còn tìm cách né tránh cô Lâm, mấy lần cô Lâm hẹn anh mà anh toàn tìm cách từ chối. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng Ngô Nhược lén nhìn vết thương đang kết dãy trên môi Nghiêm Chinh, cảm giác có liên quan tới nó. Tiệc rượu tối nay tổ chức lúc mấy giờ? Nghiêm Chinh đột nhiên phá tan cơn yên lặng. Ngô Nhược ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu đó là hoạt động bán hàng từ thiện do lệ diện hội tổ chức, vội vàng rút notebook ra, xác nhận lại. 7 giờ bắt đầu, ở Lệ Sơn. Ngập ngừng một chút, Ngô Lệ thăm dò. Anh muốn tham gia sao? Lúc trước, cô Lâm có hẹn anh nhưng đã bị anh từ chối. Thông báo thư ký, báo chuẩn bị quần áo cho tôi. Ngô Nhược dạ một tiếng hỏi tiếp. Có cần báo trước với cô Lâm không? Không cần đâu. Nghiêm Chinh lắc đầu. Người anh muốn gặp không phải là Lâm Nhân. Chương 65. Trong phòng hội nghị lầu 2 của Lệ Sơn đang tổ chức buổi bán hàng từ thiện của Lệ Diện Hội. Lệ Diện Hội là tổ chức công ích nổi tiếng nhất xứ Cảng. Hội viên đều là các quý bà, quý cô thuộc giới chính trị hay kinh doanh. Hội này thường tổ chức những hoạt động từ thiện định kỳ. Dù sao thì những quý bà, quý cô lắm tiền nhiều của này cũng ăn ở không, làm chút việc công ích, vừa có thể giết thời gian, vừa giúp mình và gia đình được tiếng thơm. Trò chơi của phụ nữ, trước nay Nghiêm Chinh không thích tham gia. Lệ Diện Hội mời vài lần anh đều từ chối khéo, cho nên khi Nghiêm Chinh đến, Lâm Nhân ngạc nhiên trợn tròn mắt. Sao anh lại đến đây? Đang lúc anh rảnh rỗi nên chạy qua xem. Nghiêm Chinh cười nhẹ, ánh mắt làm như vô tình thoáng lướt qua Doãn Nghi Nghi ở phía sau Lâm Nhân. Khác với vẻ chật vật thê thảm trong đêm mưa gió ấy, hôm nay cô đẹp như một bức tranh. Bộ váy dài cúp ngực màu tím sẫm tôn lên dáng người duyên dáng. Mái tóc màu hạt dẻ được bới lỏng lẻo phía sau, để lộ chiếc cổ trắng trẻo mịn màng và xương vai xanh xinh xắn. Cô ăn giận, trang điểm không chê vào đâu được. Nhưng nhìn cô như thế, Nghiêm Chinh lại thấy rất khó chịu, giống như là đang nhìn một cái mặt nạ tinh xảo. Ngay cả nụ cười ngọt ngào kia cũng khiến anh thấy chướng mắt. Khi anh lặng lặng ngắm Doãn Nghiên Hy, thì Lâm Nhân cũng chú ý đến vết thương trên miệng anh. Môi của anh bị sao thế? Không sao cả. Anh làm ra vẻ dửng dưng. Bị con mèo cào trúng một chút. Mèo? Anh nuôi mèo hồi nào vậy? Lâm Nhân ngạc nhiên. Mèo mẹ anh nuôi. Anh nhìn qua đỉnh đầu cô để ngắm Doãn Nghi Hy cách đó khoảng hơn một mét. Giờ lúc thấy cô đang biểu môi, mặt đầy vẻ chế giễu thì không khỏi mỉm cười. Cô gái này đang chế giễu anh nói dối ư? Thấy anh đột nhiên mỉm cười, Lâm Nhân rất ngạc nhiên. Cô quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt anh thì chỉ thấy cô trợ lý mới đang bưng ly rượu đứng quan sát hội trường. Không có gì khiến người ta chú ý cả. Vậy anh đang cười với ai? Có thứ gì em thích không? Anh cất giọng thu hút sự chú ý của cô. Không có. Lâm Nhân lắc đầu. Có điều bà Hà hy vọng em có thể mua được bộ lễ phục mà Đam quyên góp. Thật ra, hoạt động bán hàng từ thiện là những người trong lễ diện hội quyên góp một vài thứ, sau đó mời những người giàu có đến mua để có được một số tiền làm từ thiện. Về phần người mua, không nhất thiết phải thích thứ đó lắm.
chẳng qua là tiêu chút tiền để kiếm chút danh tiếng. Để buổi bán hàng không quá tẻ nhạt, thường thì phía bán hàng sẽ thương lượng trước với vài người, hy vọng họ có thể mua giùm vài món, khiến buổi bán hàng trông xôm tủ chút. Kim Chinh nắm tay cô. Giao cho anh đi, anh mua cho em. Trong lúc nói chuyện, bà Hà và Tiêu Thái, phó chủ tịch của lễ diện hội đi về phía này. Người chưa tới mà Tiến đã tới trước. Chủ tịch Nghiêm quả là khách hiếm gặp. Bà Hà, bà Tiêu. Nghiêm Chinh lịch sự chào hỏi. Bà Hà cười, trách. Hình như đây là lần đầu tiên chủ tịch Nghiêm đến tham gia hoạt động của lễ diện hội chúng tôi thì phải. Anh cúi đầu làm ra vẻ ngại ngùng. Thật thẹn quá. Bà Hà nói. Cũng là Lâm Nhân lợi hại, chúng tôi mời nhiều lần lắm rồi mà cậu ấy vẫn không đến. Đúng vậy. Bà Tiêu bên cạnh cùng hùa theo. Không nghe lời vợ, bị phạt không được vào phòng thì sao? Bà Tiêu. Lâm Nhân ngượng ngùng lên tiếng, mặt cô đỏ hồng. Ôi chao, còn xấu hổ nữa à? Bà Tiêu tiếp tục trêu. Nghiêm Chinh ôm eo Lâm Nhân, nhanh trí lãng sang chuyện khác. Ông Hà giọng Tiêu không đến sao? Lát nữa bọn họ sẽ đến sao? Bà Hà trả lời. Đang nói chuyện thì bỗng có một người chạy đến, thì thầm vào tai bà Hà điều gì đó. Chỉ thấy bà Hà gật đầu, sau đó cáo lỗi với Nghiêm Chinh. Thật ngại quá, chúng tôi đã hẹn phóng viên viết bài cho lễ diện hội, Lâm Nhân cũng phải đi. Không sao, mọi người đi đi, tôi đi lòng vòng xem sao. Lâm Nhân ngửa đầu nhìn anh nói nhỏ. Anh ở đây một mình không sao chứ, nếu có việc thì về trước cũng được. Không sao, anh biết mà. Nghiêm Chinh vỗ vai cô. Em mau vào đi, đừng để người ta chờ lâu. Chờ bọn họ đi xa, Nghiêm Chinh từ từ bước về phía Doãn Nghi Hi đang đứng dựa vào cửa sổ. Nghe thấy tiếng bước chân, Nghi Hi quay đầu lại. Thấy là Nghiêm Chinh, cô khẽ mỉm cười. Cô thế này là không có trách nhiệm với công việc rồi. Nghiêm Chinh lên tiếng trước. Doãn Nghi Hi nhướng mày. Ồ, sao lại nói thế? Tối nay, Lâm Nhân phải tham gia buổi chụp hình cho lễ diện hội. Tôi biết, có vấn đề gì không? Nghi Hi không cho là quan trọng, hỏi ngược lại. Lần này đến lượt Nghiêm Chinh nhướng mày. Bà chủ của cô phải làm việc, còn cô thì trốn ở đây uống rượu ngắm cảnh. Cô nói xem, có vấn đề gì không? Doãn Nghi Hi bật cười, dên mặt lên, chậm rãi nói. Tôi nhớ có người từng nói anh ta mới là ông chủ của tôi. Anh hơi ngẩn người ra, sau đó cũng bật cười. Trí nhớ của cô quả là tốt. Phải xem là so với ai? Cô nhìn anh với ánh mắt đang mỉm cười. Chẳng hạn như so với người bị mèo quào hay người cắn mà cũng không nhớ rõ, thì trí nhớ của tôi quả là tốt thật. Thấy cô đang châm chọc chuyện mình nói dối, Nghiêm Chinh vừa bực mình vừa cảm thấy thú vị. Vậy ý của cô là tôi nên nói thật cho vị hôn thê của tôi biết, tôi bị trợ lý của cô ấy cắn nát mũi. Nếu anh không sợ bị phạt không được vào phòng. Cô dùng những lời của bà Tiêu để trêu chọc anh. Ấy vậy mà Nghiêm Chinh không hề tức giận, chỉ bước tới một bước đến bên cạnh cô, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy để hỏi. Nếu là thế, cô có cho tôi ở nhờ không? Anh cao hơn 1m8, bây giờ đứng gần sát như vậy khiến người ta có cảm giác rất áp bức. Người bình thường, kể cả đàn ông, nếu bị ép sát như vậy thì sẽ bất giác thối lui, nhưng Doãn Nghi Hi thì lại không nhúc nhích. Cô ngửa đầu, mỉm cười nhìn anh, ánh mắt không hề né tránh. Cuối cùng chính anh lại bị cô nhìn đến bối rối, vội vàng dời mắt sang nơi khác. Trong lúc nhích người ra sau một chút, anh nghe cô nói. Tôi không nhặt những thứ người khác dứt đi, tôi chỉ lấy những thứ tôi muốn. Trong giây phút ấy, suýt nữa là Nghiêm Chinh đã buộc miệng hỏi. Thế tôi có phải là thứ cô muốn không? Nhưng anh không hỏi gì cả, chỉ đưa tay giật ly rượu trên tay cô rồi uống cạn. Có những thứ không phải cô muốn là có thể giành được. Trước khi đi, anh nói với cô câu này. Muốn mà không được. Đây là chuyện hết sức bình thường trên thế gian. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Nghiêm Chinh đưa Lâm Nhân về xong là đến Happy Hour.
tập 23 Bảy Tình Tình Bảy vừa được xếp lại. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dư Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.